đất. Thứ tưởng chừng là vô tri luôn là một trong những thứ không được quan tâm và ít sự hiểu biết nhất trên hành tinh mong manh của chúng ta. Và đây không phải là thứ vô hồn đâu nha. Người ta ước tính rằng trong một quả đất có thể có đến 50.000 loại vi sinh vật hoặc sinh vật cực nhỏ cùng lặn sâu vào thế giới bụi bẩn này để khám phá những điều thú vị mà có thể bạn chưa được biết. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay sợ mọi người chán kênh của mình rồi, cho nên mình sẽ đổi cái nón này cho nó khác biệt chút xíu, cho nó khác mọi ngày. Trước khi mà xem tiếp cái phần video thú vị trong ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái kế hoạch cập nhật kênh của mình. Mình sẽ lên video trong 2 ngày là ngày thứ 3 và ngày thứ 7 lúc 7 giờ tối. Video ngày thứ 3 thì mình sẽ cập nhật cái quá trình mình làm vườn rừng thôi, rồi cập nhật những cái thứ mà mình đã lên đời cái ngôi nhà của mình, lên đời nhà cửa, rồi quá trình mình đi mua cây, mình đi tìm hiểu, nó chỉ là những cái footage ngắn thôi, những cái đoạn footage ngắn mà cây mình trồng là cây gì nè, rồi xung quanh những thứ mình đọc được, những thứ mình học được trong sách, rồi quá trình mình đi tham khảo vườn rừng, rồi nhiều thứ khác nữa. Còn video ngày thứ 7 thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình edit nó làm sao để cho mọi người không bị chán khi mà xem video của mình. Và dự định của mình là cứ mỗi quý mình sẽ làm một cái video dài dành riêng cho những cái bạn mà không có thời gian để xem cái video của mình thì có thể xem tổng hợp. Thì cái video dài này mình sẽ làm vào cái ngày cuối quý, chẳng hạn như ngày 31 tháng 3 nè, rồi tháng 6, tháng 9, tháng 12. Nếu mà mình chọn làm vườn rừng nó đã khác biệt hơn so với mọi người rồi, cho nên là khi mà làm những cái cập nhật về vườn rừng như vậy thì chúng ta có một cái cộng đồng nho nhỏ trên internet để chúng ta cùng nhau có cái động lực để chúng ta làm vườn rừng hơn. Vườn rừng thì cũng sẽ không làm nhanh được rồi, nó cũng sẽ tốn nhiều thời gian. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái nội dung ngày hôm nay. Mình nghĩ cái nội dung này cũng tương đối hấp dẫn. Tiếp tục nha. Trong mỗi gram đất đang là nơi mưu sinh của 50.000 sinh vật tí hon. Thậm chí mỗi muỗng cà phê đất còn chứa nhiều vi sinh vật hơn cả số người trên hành tinh này. Thử tưởng tượng, dưới chân bạn đang là cả một thành phố nhộn nhịp với vô vàn vi sinh vật đang chơi đùa, xem phim, đi dạo. Tuy nhiên, phần lớn bí ẩn về thế giới lòng đất này vẫn còn nằm sau bức màn bí mật đang chờ đợi ta khám phá. Dung đất, thứ mà chúng ta bắt đi câu cá hàng ngày, lại là những kỹ sư thầm lặng ở dưới lòng đất. Một trong những sinh vật đặc biệt nhất sống trong đất là giun đất. Darwin bị mê hoặc bởi chúng và nói: khó có thể có bất kỳ loại động vật nào khác đóng một phần quan trọng như vậy trong lịch sử thế giới, do tầm quan trọng của chúng trong việc tạo ra và duy trì đất. Thật vậy, giun đất âm thầm di chuyển, tạo ra các lỗ thở là lá phổi trong đất, giúp cây cối phát triển và duy trì sự sống cho hành tinh. Ngoài ra, còn cung cấp không gian cho rễ phát triển. Dùng đất, công nhân thầm lặng, góp phần tạo nên sự sống cho hành tinh này. Ở dưới lòng đất không chỉ có riêng gì có dùng đất không, mà là nguyên một mạng lưới nấm khổng lồ. Chúng đang làm việc cùng nhau và nó hoạt động như thế nào? Nhìn những cái cây cao chót vót như thế này, ít ai biết nó phụ thuộc vào mạng lưới các loại nấm nhỏ để lấy nước và các chất dinh dưỡng khác. Chúng ta thường chỉ thấy những cây nấm nhô lên trên mặt đất, nhưng mà rất nhiều thứ đang diễn ra dưới bề mặt đất. Hãy cùng mình lặn thử xuống bên dưới đất để xem xét kỹ hơn những sợi nấm sống được gọi là hyphae, kết nối nấm với mạng lưới hoạt động dưới lòng đất, giúp duy trì đất khỏe mạnh, tuần hoàn nước và di chuyển chất dinh dưỡng. Rêu nhỏ có thể ăn giun tròn tí hon, gọi là tuyến trùng. Tuyến trùng ăn amip đơn bào, nhỏ hơn nhiều so với những gì mắt chúng ta có thể nhìn thấy. Amip ăn vi khuẩn, thậm chí còn nhỏ hơn, và vi khuẩn cũng cần ăn. Chúng ăn tàn tích của những hệ cư dân rừng trước đó. Trong tự nhiên, không có gì có thể lãng phí. Sợi nấm phân hủy các vật chất và chúng có thể di chuyển lên phía trên rễ của các loại cây trong rừng. Nấm bao quanh đầu rễ, cắt ngang qua rễ
chúng ta có thể thấy hạt nấm xâm nhập vào các khoảng trống giữa các tế bào của cây ở cấp độ phân tử. Một quá trình trao đổi hóa học diễn ra, nấm cung cấp cho cây các khoáng chất cần thiết, trong khi cây cung cấp cho nấm đường giao năng lượng, chất dinh dưỡng để lấy năng lượng. Một sự trao đổi công bằng phải không nào? Bạn có biết đất là một kho tàng để chúng ta sản xuất ra thuốc kháng sinh, và những cái loại thuốc kháng sinh mà chúng ta đang sử dụng hiện nay đều từ đất. Hàng triệu năm tiến hóa đã ban cho các vi sinh vật trong đất khả năng sản sinh ra kháng sinh để chống lại kẻ thù. Chính từ thứ mà con người gọi là bụi bẩn đã tìm ra nhiều loại thuốc kháng chữa bệnh hiệu quả. Ai mà ngờ dưới lòng đất lại ẩn chứa tiềm năng chữa lành to lớn như vậy. Kể từ khi Alexander Fleming phát hiện ra penicillin vào năm 1928, nhiều loại thuốc kháng sinh khác đã được chiết xuất từ lòng đất và vi sinh vật trong đất. Mình có thể lấy một số ví dụ tiêu biểu, chẳng hạn như penicillin. Đây là loại thuốc kháng sinh đầu tiên được phát hiện và sản xuất từ nấm Penicillium nodatum trong đất. Penicillium có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn gram dương. Tiếp theo có thể kể đến là Streptomycin. Thuốc kháng sinh này được chiết xuất từ Streptomycin griseus, một loại vi khuẩn sinh sống trong đất. Streptomycin có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn gram âm. Tiếp theo là chloramphenicol. Loại thuốc kháng sinh phổ biến này được sản xuất từ một cái tên của một loại vi khuẩn độc lẹo cả lưỡi, Streptomyces venezuela. Chloramphenicol có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn gram dương và gram âm, cũng như một số vi khuẩn kỵ khí. Tiếp theo nữa là tetracycline. Nhóm thuốc kháng sinh này được chiết xuất từ nhiều loại vi khuẩn Streptomyces khác nhau. Tetracycline có hiệu quả chống lại nhiều loại vi khuẩn gram dương và gram âm, cũng như một số ký sinh trùng. Và cuối cùng là vancomycin. Thuốc kháng sinh này được sản xuất từ một loại vi khuẩn sống trong đất. Vancomycin là thuốc kháng sinh cuối cùng được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn gram dương kháng thuốc khác. Ngoài ra, còn có nhiều loại thuốc kháng sinh khác được chiết xuất từ đất và vi sinh vật trong đất. Chẳng hạn như erythromycin, neomycin và gentamicin. Viện nghiên cứu và phát triển những thuốc kháng sinh từ đất vẫn đang tiếp tục và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều loại thuốc kháng sinh mới, hiệu quả để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây nên. Lan tỏa những cái thông điệp về đất đến mọi người là chúng ta đang giúp một chút cho hành tinh của chúng ta để bảo vệ những cư dân tí hon, những người hùng thầm lặng đang sống trong khu đô thị dưới lòng đất. Đất, nguồn sống của con người. Đất không chỉ cung cấp thức ăn cho con người, mà nó còn là kho lưu trữ carbon khổng lồ, giúp điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, chúng ta đã khai thác đất quá mức, đất đang dần bị thoái hóa và mất đi khả năng tự phục hồi. Hãy tưởng tượng, chỉ 5cm đất mỏng manh cần hơn 100 năm để hình thành, nhưng mà con người có thể phá hủy nó chỉ trong chớp mắt. Đất cổ xưa hàng triệu năm tuổi có thể bị ô nhiễm, sạt lở, xói mòn do những hoạt động thiếu trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta mất hàng trăm năm để hình thành 5cm đất. Đất phát triển quá chậm chạp nên chúng ta cần phải bảo vệ những gì chúng ta đang có. Từ cách mạng nông nghiệp, chúng ta đã dùng nhiều phương pháp để sử dụng đất quá sức. Thâm canh là một ví dụ trong số đó. Nó giải phóng carbon từ đất và chúng ta đang mất đất dần nhanh hơn 50 đến 100 lần so với khả năng tái tạo của nó. Ở châu Âu, 60 đến 70% đất được cho là không tốt cho sức khỏe. Và tại các vùng đất trồng trọt ở Anh, trong vòng chưa đầy 30 năm qua, kể từ cuối những năm 1970, chúng ta đã mất hơn 10% lượng carbon mà đất đã lưu trữ cho chúng ta. Và kể từ đó, chà, mình cũng không biết nữa. Bởi vì ở nhiều quốc gia có rất ít dữ liệu về đất. Ở Việt Nam, mình cũng không tìm được các tài liệu nghiên cứu về đất. Thực tế thì mình cảm thấy rằng đất đang được bảo vệ và quản lý cực kỳ kém. Nhưng sự thật đáng buồn là hiện tại, đất có lẽ không đủ dễ thương hay là có một cái sức hút ở những cái loại tài sản khác để có nhiều người bảo vệ nó. Chúng ta thực sự chỉ đang coi nó như bụi bẩn. Và còn quá nhiều thứ tiềm năng mà chúng ta chẳng hề biết. Quá nhiều điều kỳ diệu, quá nhiều bí mật chỉ chờ được khám phá trong lòng đất. Và nó nằm ngay chỉ dưới chân chúng ta mà thôi. Video đến đây là hết rồi. Mình hy vọng là những cái thông tin trong video này sẽ giúp cho bạn có thêm một kiến thức nhỏ nhỏ về đất và những chiến binh thầm lặng ở dưới lòng đất. Và chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong những video thú vị kế tiếp. Bye.